công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu vì không có con nên rất muộn phiền. Họ kết hôn đã lâu, nhưng hy vọng có con gần như rơi vào bế tắc. Nhưng cuối cùng, khát khao chân thành của họ cũng đến ngày thành sự thật khi hoàng hậu sinh hạ một bé gái đẹp tuyệt trần. Niềm vui đó quá đỗi to lớn nên vua và hoàng hậu chẳng tiếc gì để tổ chức một bữa tiệc rửa tội lên đình ăn mừng. Họ mời tất cả các tiên nữ trong vương quốc đến tham dự, trừ một người duy nhất. Có tất cả 13 tiên nữ, nhưng chỉ có 12 người được mời, vì không ai biết chính xác tiên nữ thứ 13 đang ở đâu. Dù sao cũng chẳng một ai thích cô, vì cô ta lúc nào cũng hung dữ và dọa nạt. Cô cũng luôn ganh ghét với những tiên nữ còn lại, vì họ trẻ và xinh đẹp hơn mình. Sau nghi lễ rửa tội, tiên nữ thứ 13 bất ngờ xuất hiện, giận dữ vì không được mời. Lo lắng tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn, tiên nữ nhỏ nhất lẳng lặng lùi ra nắp sau cây cột xa nhất để là người cuối cùng ban phước cho công chúa. Không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, tiên nữ già âm thầm ủ mưu trong khi các tiên nữ khác ban phước cho công chúa. Tiên nữ đầu tiên ban cho công chúa sắc đẹp, chị thứ hai ban lòng tốt, chị thứ ba ban sự duyên dáng, chị thứ tư ban khả năng nhảy múa, chị thứ năm ban giọng hát hay, chị thứ sáu ban khả năng chơi mọi loại nhạc cụ trên đời. Chỉ trong một chốc mà các tiên nữ đã ban cho công chúa tất cả mọi thứ mà ai cũng ao ước trong đời. Đến lượt tiên nữ già bước đến gần nôi công chúa với vẻ mặt tức giận và buông ra những lời nguyền. Khi đến tuổi 15, ngươi sẽ bị con suốt xe chỉ đâm chảy máu ngón tay và rơi xuống đất chết tươi. Nói xong, cô ta quay lưng rời khỏi cung điện. Mọi người hoảng sợ và khóc lóc về lời nguyền khủng khiếp. Nhưng ngay vào lúc đó, tiên nữ nhỏ nhất bước ra chỗ cô đang ngồi ẩn nấp. An tâm đi, con gái của ông bà sẽ không chết đâu. Chắc chắn là như vậy, nhưng ta không có quyền năng để rút lại những lời nguyền tàn ác kia. Công chúa sẽ bị chảy máu ngón tay bởi một con suốt khi 15 tuổi. Nhưng thay vì chết, nàng sẽ chỉ rơi vào một giấc ngủ sâu kéo dài 100 năm. Và khi đó, một vị hoàng tử sẽ đến đánh thức nàng. Vua cha hy vọng sẽ bảo vệ được con gái khỏi lời nguyền của tiên nữ già, nên đã lập tức ra lệnh đốt hết tất cả con suốt và vòng quay trong vương quốc. Tất cả những lời chúc tốt đẹp của các tiên nữ trở thành sự thật. Công chúa lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tốt bụng, duyên dáng tuyệt trần. Ở tuổi 15, vào một buổi chiều, khi đang chơi trốn tìm với những cô bé, cậu bé khác trong lâu đài, đến lượt công chúa đi trốn, nàng đã chạy về nơi xa nhất của khu vườn, nơi có những cánh cửa dẫn đến khu tòa tháp đã bỏ hoang nhiều năm nay. Cuối cùng, nàng đi đến một căn phòng nhỏ trên đỉnh tháp, nơi nàng bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi quay sợi. Chồng quay sợi cứ quay đều, và những sợi lanh quay tròn trên trục. Bà đang làm gì vậy? Ta đang quay sợi. Người phụ nữ dường như không hề nghe thấy lệnh của nhà vua yêu cầu hủy tất cả vòng quay sợi trong vương quốc, và cũng không biết vị khách đang ghé qua chỗ của bà là ai. Có lúc tôi quay sợi thành dải lanh, có lúc tôi quay lông cừu thành dải von, có lúc tôi quay vàng thành sợi bán cho những quý bà giàu có. Ồ, công việc này có khó không ạ? Ban đầu thì có. Vậy cho tôi thử với. Vâng, cô cứ thử. Công chúa năn nỉ và người phụ nữ giao con suốt và sợi cho nàng. Ngay khi nàng chạm vào con suốt, tay nàng bị đâm chảy máu, và nàng ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Lời nguyền của tiên nữ già năm nào đã trở thành sự thật. Người phụ nữ hoảng sợ kêu cứu, và mọi người từ khắp nơi trong lâu đài đổ về đó. Họ cố giúp công chúa tỉnh lại bằng cách tạt nước vào mặt nàng, nới lỏng y phục, cho nàng ngửi muối. Nhưng mọi thứ đều vô dụng. Họ nhận ra rằng lời nguyền đã linh nghiệm.
Nhà vua ra lệnh đưa công chúa về phòng ngủ của nàng, đặt nàng nằm ngủ bình yên trên chiếc giường với tấm phủ thêu vàng bạc cho đến 100 năm sau như lời nguyền đã định. Tiên nữ đã cứu mạng công chúa biết chuyện, tức tốc cưỡi kiệu lửa được kéo bởi 6 chú rồng đến cung điện của nhà vua trong chưa đầy 1 giờ. Đi đến đâu gặp một vật thể sống trong lâu đài, tiên nữ đều dùng đủ phép chạm vào họ, chỉ trừ đức vua và hoàng hậu. Khi tiên nữ chạm đủ thần vào ai thì người đó lập tức lăn ra ngủ. Từ các quan thần, thị vệ, người hầu, quân lính cho đến những người chăn bò, người đưa thư đều lăn ra ngủ. Ngoài giường, gió ngừng thổi, hoa khép cánh chuẩn bị cho đêm dài. Đức vua và hoàng hậu hôn tạm biệt con gái yêu dấu của mình, rồi buồn bã rời khỏi lâu đài mãi mãi. Chỉ trong vòng 15 phút, cây cối và dây leo đã mọc len lên những bức tường bao quanh lâu đài, tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn để không ai có thể đi qua và phá rối giấc ngủ của công chúa. Đỉnh chóp của lâu đài cũng chẳng còn nhìn thấy được nữa bởi đã bị cây che phủ. Tiên nữ đã hoàn thành nhanh chóng và xuất sắc sứ mệnh của mình. 99 mùa hè và 99 mùa đông đã trôi qua. Một ngày đẹp trời, hoàng tử đang đi săn trong rừng thì bắt đầu gặp tòa lâu đài từ phía xa. Chàng bèn hỏi đám cận thần: đây là gì vậy? Vài người kể với chàng rằng đó được tin là một tòa lâu đài ma ám. Một người nông dân lớn tuổi tiến về phía hoàng tử và nói: xin chờ một chút thưa hoàng tử. Cách đây hơn 50 năm, tôi có nghe cha tôi kể lại rằng ông ngoại của ông ấy đã kể với ông rằng trong khu rừng này có một tòa lâu đài. Trong đó có một nàng công chúa xinh đẹp đang nằm ngủ bởi một lời nguyền. Và lời nguyền đó cũng nói rằng cô ấy chỉ có thể thức giấc bởi con trai của một vị vua. Nghe kể xong, trái tim hoàng tử như trên đống lửa. Chàng nôn nóng tự mình đi khám phá sự thật. Chàng rút kiếm ra và chém vào những dây leo để tiến vào phía trong. Những nhát kiếm sắc chung lên tạo thành những tia sáng như ánh mặt trời. Mọi thứ suôn sẻ đến bất ngờ. Hoàng tử chỉ cần chạm vào những nhánh cây là chúng đã tự động tách ra, tạo thành một lối đi đủ rộng để chàng và chiến mã của mình. Hoàng tử càng ngạc nhiên hơn khi chàng vừa đi đến đâu thì những cánh cổng phía sau đều tự đóng lại, ngăn những người khác theo vào. Một mình hoàng tử đi qua sân trong đầu tiên, nơi mà chàng thấy có nhiều người và ngựa, thoạt ban đầu tưởng họ đã chết. Nhưng sau đó chàng nhận ra rằng họ chỉ đang ngủ và vẫn thở nhẹ nhàng. Cuối cùng, chàng đến một căn phòng nơi có một chiếc giường với một cô gái đang nằm ngủ trên đó, bình yên hơn bất kỳ giấc ngủ nào chàng từng thấy. Hoàng tử rón rén bước đến gần chiếc giường, quỳ gối xuống bên cạnh và ngắm nhìn nàng công chúa. Những ngón tay của nàng đặt trên chú cún nhỏ cũng đang cuộn mình nằm ngủ trong vòng tay của nàng. Một nụ cười thanh thoát trên môi nàng, như thể nàng đang cảm nhận được một cơn mưa ngọt ngào ngang qua lúc đang ngủ. Cuối cùng, hoàng tử nghiêng người và hôn nhẹ lên trán của công chúa. Khoảnh khắc môi chàng chạm vào người của công chúa, lời nguyền đã được hóa giải. Công chúa tỉnh giấc. Em đã chờ đợi chàng từ rất lâu rồi. Công chúa vừa nói vừa mỉm cười với hoàng tử. Họ cùng nhau đi khắp lâu đài. Đi đến đâu, những người đang ngủ cũng bừng tỉnh và quay lấy họ. Những người bị đóng băng giờ đây đã quay trở lại công việc hàng ngày của họ. Công chúa và hoàng tử đi vào sảnh lớn, nơi một bữa tiệc ngon lành dành cho họ đã đợi sẵn. Mỗi giây phút trôi qua, hoàng tử và công chúa lại càng yêu nhau đậm sâu hơn. Họ tổ chức hôn lễ ngay sau khi bữa ăn kết thúc. Tất cả mọi người vui sướng ca hát nhảy múa. Cuộc sống nơi đây bắt đầu hồi sinh từ đó. Vịt đi chơi lễ hội. Các bé ơi, đây là câu chuyện về một ngày lễ hội. Chắc là các bé đều đã biết về khái niệm lễ hội rồi phải không nào? Lễ hội thứ sáu vui vẻ nè, lễ hội Giáng sinh nè.
đều là những ngày lễ hội hết đó. Một ngày kia, gà trống, chuột và sóc từ nhà đi chơi lễ hội. Trên đường đi, chúng gặp vịt. Vịt hỏi: "Hí, xin chào các cậu, tôi có thể cùng đi đến lễ hội với các cậu được không?" Nghe vịt hỏi, cả gà trống, chuột và sóc đều phá lên cười. Chuột đáp: "Làm sao mà cậu có thể đi cùng chúng tớ kia chứ? Cậu thậm chí còn không biết đi đúng là thế nào nữa mà. Nhìn tớ xem, tớ đi bộ rất nhanh. Có rất nhiều trò vui đang đợi chúng tớ ở lễ hội. Cậu có đi thế này thì cũng không theo chúng tớ được đâu." Gà trống nói thêm vào: "Vịt nè, nhìn quần áo của cậu mà xem. Chúng trông thật sơ sài và nhạt nhòa. Nhìn tớ mà xem, tớ đang mặc một bộ cánh vừa đẹp vừa rực rỡ. Ai đi đến lễ hội cũng phải mặc đồ đẹp như thế chứ." Sóc phụ họa: "Cậu điên à, nhìn cái đuôi dài đầy phong cách của tớ đi, rồi nhìn lại cái đuôi nhỏ xíu của cậu. Mà cậu có biết leo cây không đấy?" "Không, tớ không biết leo cây." Sóc liền nói: "Cậu có thể làm gì ở lễ hội được chứ? Cậu đi đứng lạch bạch, không leo cây được, và lại còn ăn mặc xấu xí nữa. Anh bạn ơi, chúng tớ không thể dắt cậu theo đến lễ hội được đâu." Chú vịt tội nghiệp rất thất vọng. Gà trống, chuột và sóc tiếp tục lên đường đến lễ hội. Vừa đi, chúng vừa rôm rã tám chuyện về những trò vui sắp diễn ra ở lễ hội. "Yeah, chúng ta sẽ ngồi trên chỗ cao nhất của dòng đu quay." "Tớ sẽ ngồi dòng xoay ngựa gỗ lớn nhất." "Tớ sẽ mua thật nhiều kẹo." "Tớ sẽ mua bong bóng." "Tớ mua một cái còi." "Còn tớ mua một quả bóng." Vịt buồn lắm vì không được các bạn cho đi cùng. Nhưng cậu ta vẫn cứ thế mà bước đi, quyết tâm đến lễ hội cho bằng được. "Tôi nhất định sẽ phải đến lễ hội." Gà trống, chuột và sóc đi rất nhanh. Chúng không quên cười nhạo vịt. "Cảm ơn trời đất. May mà chúng ta không dẫn theo con vịt nhà quê đó." Sóc nói thêm: "Tớ biết quá rõ con vịt lạch bạch ấy. Chúng ta không cho nó đi theo là đúng đắn." Trên đường đi đến lễ hội, chúng chùn bước trước một con sông dài. Gà trống cố đưa chân xuống nước, nhưng rồi rụt lại ngay. Sóc cũng cố thử nhưng cũng bỏ cuộc vì sợ. Chuột cũng đưa chân xuống nước nhưng cũng thất bại. "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao băng qua sông để đi đến lễ hội đây?" Không ai trong số chúng biết bơi. "Giấc mơ lễ hội bây giờ đã chấm dứt." Tất cả chúng đều à khóc bên sông. Đúng lúc đó, vịt cũng vừa đi đến. Thấy các bạn khóc, vịt rất ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đã xảy ra. "Lúc nãy họ còn vui vẻ, hồ hởi về lễ hội lắm cơ mà. Sao bây giờ lại khóc lóc thảm thiết thế này nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao các cậu lại khóc?" "Chúng tớ không biết bơi." Cả ba bực tức trả lời. "Thì làm sao đến lễ hội được?" "Làm sao mà băng qua sông được?" Vịt nói. "Đừng lo, tớ sẽ đưa các bạn qua bên kia sông. Tớ biết bơi mà." Vịt nhảy xuống sông bơi một vòng rồi quay lại bờ sông. Ba người bạn của vịt thấy thế tỏ ra rất vui mừng. "Này vịt ơi, làm ơn đưa chúng tớ qua sông với. Tớ sẽ đưa cậu đến lễ hội." "Tớ sẽ cho cậu thật nhiều tiền." Vịt chỉ mỉm cười đáp. "Đừng lo lắng, tớ sẽ đưa ba cậu sang bờ bên kia." Các bé thấy không, ba người bạn kia đã từ chối đưa vịt đi đến lễ hội cùng, nhưng ngược lại, vịt vẫn giúp đỡ các bạn. Vịt đã nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cột dây thừng vào một thanh gỗ dài và phẳng. Cậu kêu gà trống, sóc và chuột ngồi lên, rồi cậu ngậm lấy dây thừng trong miệng và bắt đầu bơi. Tất cả chúng đều được đưa vào bờ bên kia. Và chúng rất vui. "Này anh bạn, cậu thật tốt bụng. Cậu hãy cùng chúng tớ đến lễ hội nhé." "Chúng ta sẽ chơi cùng nhau rất vui." "Chúng tớ sẽ cho cậu nhiều tiền. Đi nhé." Vịt mỉm cười. Sau đó tất cả chúng đều đi đến lễ hội và chơi cùng nhau rất vui ở đó. Từ hôm ấy cho đến mãi về sau, cả bốn đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau. Đôi bạn thân thiết. Có một con rùa sống ở sông, gần dòng sông đó.
Có một cái cây bên dưới, có một cái hố, là nơi sinh sống của một chú thỏ. Cái hố nơi mà thỏ sinh sống, gần sông nên rùa hay bò ra chơi và tắm nắng. Thỏ cũng ra chơi ở bãi cỏ xanh gần sông. Bọn chúng bắt đầu gặp nhau mỗi ngày và sớm trở thành bạn thân. Thỏ luôn cảm thấy buồn mỗi khi rùa không tới bờ sông. Một ngày nọ, có một con cáo tình cờ nhìn thấy chúng hạnh phúc và chơi cùng nhau. Nó nghĩ, thật là dễ thương. Và rùa thì thật là mập mạp. Sẽ thế nào nếu ta bắt và ăn thịt chúng nhỉ? Nhưng làm thế nào để bắt được chúng đây ta? Rùa thì ở dưới sông, còn thỏ thì ngồi sau lưng. Và khi thỏ quay về tổ, rùa thì lại ngồi ngoài tổ. Làm sao mà ta có thể bắt được cả hai bọn chúng đây nhỉ? Con cáo tiếp tục suy nghĩ, phải bắt từng con một. Khi xảy ra chuyện, rùa cảm thấy mệt. Rùa bị đau dạ dày. Rùa lăn lộn sang trái và sang phải, rên rỉ đau đớn. Ôi mẹ ơi, ôi chúa ơi, à. Thỏ cảm thấy vô cùng buồn bã và nói, bạn tôi đừng có lo lắng, tôi sẽ kiếm thuốc cho cậu. Nhưng mà cậu nhớ là đừng rời khỏi tổ đó. Thỏ bắt đầu rời đi để kiếm thuốc. Rùa ở lại bắt đầu lăn lộn sang trái rồi sang phải. Ôi mẹ ơi, ôi chúa ơi, a, à, ô, ô. Rùa nhắm chặt mắt và tiếp tục chịu đựng nỗi đau. Cáo đã gặp đúng thời điểm. Hắn liền lấy một cái túi to, mở ra và nhẹ nhàng đặt rùa đang di chuyển từ đây qua kia, từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Rùa di chuyển bên trong cái túi. Cáo liền thắt nút túi và vác túi lên lưng, rời khỏi cái lỗ và đi về nhà. Nhà của cáo nằm tít bên trong dãy núi. Khi thỏ quay về dưới thuốc, thỏ hoảng hốt khi không tìm thấy bạn mình. Hả? Ôi bạn tôi, cậu đang ở đâu vậy? Thỏ suy nghĩ một hồi, rồi thấy cáo đang bước về phía núi với một cái túi to trên lưng. Thỏ nghe thấy tiếng bạn mình thoát ra từ cái túi. Ôi mẹ ơi, ôi chúa ơi, ôi bụng tôi, à. Hả? Nếu là như vậy, anh đã đem bạn tôi đi. Được rồi. Thỏ nghĩ ra một kế hoạch và nhẹ nhàng chậm rãi, thỏ đi thẳng xa khỏi cáo. Thỏ giả nằm chết trên đường cáo đi về. Cáo đang đi vui vẻ và suy nghĩ. Hôm nay sẽ ăn một con rùa này thiệt là ngon. Hả? Đã vậy còn thấy một con thỏ chết. Ôi trời, nhìn nó có vẻ chết thật đó. Wow, hôm nay ta sẽ có được hẳn hai món và sẽ có một bữa ăn ngon tuyệt vời đây. Cáo đang rất vui vẻ. Nó bước xa hơn và nhảy nhót vui sướng. Hắn bỏ cái túi xuống và suy nghĩ làm thế nào để mang được con thỏ đi về. Hắn quay trở lại để bắt thỏ, nhưng hắn lại bất ngờ khi con thỏ đã không còn nằm ở đó. Cáo đi vòng quanh nhiều lần để tìm thỏ, nhưng không tìm thấy thỏ đâu. Ôi không! Mình nghĩ đã có ai đó ăn trộm con thỏ rồi. Thôi được, vậy đi. Mình vẫn còn thịt rùa cho bữa sáng mà. Rồi cáo quay trở lại và hướng về hang của nó. Và rồi, có ai biết thỏ đã làm gì không? Thỏ tới hang của cáo trước và nhẹ nhàng bước vào hang. Tháo nút túi và đem bàn rùa của thỏ đi khỏi đó. Gần đó có một tổ ong và ông chúa. Thỏ nhẹ nhàng gỡ cái tổ và đặt vào bên trong túi. Giờ, rùa và thỏ trốn đằng sau cây. Cáo quay trở về với bàn tay trắng.
Không thỏ thì ít ra mình cũng còn thịt rùa. Với cái miệng háo đói, hắn mở túi ra và nhìn thẳng vào cái túi, há miệng ra để ăn rùa mà không chần chừ. Và điều xảy ra chắc ai cũng biết, cả bầy ong dở tổ bay ra và tấn công con cáo. Bầy ong đốt khắp mũi, mồm, lưng, đuôi và tai của con cáo. Cáo trở nên hoảng loạn tột độ. Cáo bắt đầu gào thét, chạy khắp nơi. Nó chạy từ trái sang phải, té lăn quay, nhưng bầy ong vẫn không chịu tha cho cáo. Cho tới khi cáo nhảy vào hồ thì bầy ong mới chịu bay đi. Thỏ và rùa cùng ngồi nhìn cảnh tượng hài hước đó. Cơn đau dạ dày lại tới khi cả hai cười vui vẻ và đôi bạn thân lại tiếp tục sống cùng nhau hạnh phúc. Bamboo và Tambu. Bamboo và Tambu là hai người bạn thân thiết. Một hôm, hai cậu bé lên kế hoạch thực hiện một trò chơi lớn, gọi giao toa đầu kéo tàu quả. Tàu quả đang dừng ở nhà ga. Một người đàn ông lớn tuổi với bộ ri lớn đang kiểm tra vé của các hành khách. Còn người lái tàu quả thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Bamboo leo lên một cái cây và thấy không có ai trong toa đầu kéo tàu quả. Bamboo và Tambu chậm chậm leo xuống. Cả hai leo lên đầu tàu kéo để kiểm tra rằng không có ai trong đó. Chúng thấy cửa vẫn đang để mở. Chúng leo lên bậc thang và đi vào toa tàu. Xem kìa, mọi thứ đều lấp lánh và rực rỡ. Wow, thật tuyệt vời. Nhìn kìa Tambu, cái đó trông như một cái cần điều khiển. Kéo nó xuống thử tàu. Bamboo reo lên khi nhìn thấy cái cần điều khiển trong tàu quả. Bất ngờ lúc đó, tàu quả bắt đầu lăn bánh. Trời ơi, tàu quả chạy rồi. Tút 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 tút. Nè Tambu, nhìn này, tớ đã làm cho tàu quả chạy rồi này. Bamboo rất phấn khích và Tambu cũng rất thích thú. Cả hai nhảy cẩn lên trong toa tàu. Nhưng vừa lúc đó, chúng nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài. Tàu quả đã chạy khi mà hành khách chưa lên đủ và người soát vé còn chưa đóng cửa tàu. Thế vậy, người soát vé liền gọi giới theo người lái tàu quả. Tại sao anh lại cho tàu quả chạy rồi? Khách chưa lên đủ mà. Dừng lại, dừng lại. Nhưng làm gì có tài xế bên trong? Vậy thì ai sẽ dừng tàu quả lại đây? Đột nhiên, người soát vé nhìn thấy hai chú khỉ Bamboo và Tambu đang ngó nghiêng nhìn ra từ tàu quả. Trời ơi, hai con khỉ kia là người cho tàu quả chạy. Nhìn thấy ga tàu, Bamboo và Tambu càng thích thú hơn. Ngay lúc đó, Tambu lại đưa sang một cái cần điều khiển khác trên tàu quả và ngạc nhiên thay, chúng thấy tàu quả càng chạy nhanh hơn. Tút tút tút. Bây giờ, Bamboo và Tambu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cả hai ôm chặt lấy nhau. Chúng sợ đến mức không dám nhảy khỏi tàu. Tàu quả cũng chưa chạy xa mấy khỏi nhà ga. Thế vậy, người soát vé, tài xế và cha của những đứa trẻ bèn đuổi theo tàu quả. Dừng! Dừng tàu lại! Họ vừa đuổi theo vừa la lên. Tất cả trẻ em trên tàu quả bắt đầu gào khóc lớn. Mẹ của chúng đứng ở nhà ga cũng khóc theo. Trời ơi! Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp và tàu quả thì vẫn chạy rất nhanh. Bamboo và Tambu giờ đây đã chẳng còn có thể đứng vững được nữa. Tambu dường như phải dùng hết sức lực của mình để giữ thăng bằng. Còn Tambu đã chạm vào một chiếc nút trong buồng lái và một việc đã xảy ra. Các em có biết là chuyện gì không? Tàu quả phát ra tiếng kêu. Đó là tiếng còi tàu. Bamboo và Tambu quá hoảng sợ, càng ôm chặt nhau hơn nữa. Chúng nhắm nghiền mắt lại. Trời ơi, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tài xế và người soát vé vẫn đang đuổi theo tàu quả. Khi người tài xế nhận ra tàu quả sắp rời khỏi ga,
ông đã nhảy vào buồng lái và giữ cần điều khiển đặt trên cửa của toa đầu kéo. Bamboo và Tambu thậm chí còn không biết tài xế đã vào được bên trong. Lúc đầu tài xế cũng không buồn nhìn hai chú khỉ. Suy nghĩ đầu tiên của ông là phải kích quạt phanh để dừng tàu hỏa lại. Khi tàu hỏa đã ngừng hẳn, tài xế mới quay lại và ngạc nhiên khi không còn thấy hai chú khỉ Bamboo và Tambu đâu nữa. Hai con khỉ kia biến đi đâu rồi? Ông bắt đầu tìm chúng, nhưng Bamboo và Tambu đã không còn ở đó. Chúng đã trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra tai họa. Sau đó, hai chú khỉ lại leo lên cái cây gần đó ngồi. Hú 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 hú. Và tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh nhà ga. Gương cười và gương khóc. Các bé ơi, câu chuyện hôm nay có tên là Gương cười và gương khóc. Cũng như các bé, có một cậu bé tên là Raju. Thực ra mà nói, Raju là một cậu bé ngoan. Nhưng vài ngày trước thì cậu bé rất bướng bỉnh, không nghe lời mẹ, cũng chẳng vâng lời cha, không chịu học bài đúng giờ. Đi học buổi sáng, Raju cũng không biết làm vệ sinh cá nhân. Cậu thức dậy trễ và chẳng buồn đánh răng hay tắm rửa, cũng không chuẩn bị quần áo tươm tất và sách vở kỹ càng trước khi đến trường. Các bạn trong lớp không thích tính cách kỳ cục của Raju. Không ai muốn nói chuyện với cậu bé. Nhưng Raju chẳng bận tâm về chuyện đó. Một hôm, Raju thức dậy trễ và đến trường trong bộ quần áo xốc xếch. Chuông trường vang lên, Raju xách cặp lên lầu. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc gương trên tường đang khóc. Raju dừng lại đó. Cậu nhìn chiếc gương thật gần rồi hỏi: "Chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Tại sao bạn lại khóc?" "Ôi, biết nói làm sao đây Raju. Tôi buồn lắm. Mọi người nhìn tôi để thấy họ, rồi họ lại bỏ đi mất. Không ai nghĩ cho tôi về cảm xúc của tôi." Raju hỏi tiếp: "Tại sao vậy?" Chiếc gương trả lời: "Hãy lấy bạn làm ví dụ đi. Bạn trông bẩn thỉu làm sao, mắt, mũi đều không sạch sẽ. Bạn còn không đánh răng, tóc cũng không chải gọn gàng. Trông cậu như bị nhúng vào bùn ấy. Tôi cảm thấy rất buồn lòng về cậu. Tôi phải chịu đựng cậu như một hình ảnh phản chiếu xấu xí trong tôi. Và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất tệ." Raju suy nghĩ: "Trời ơi, mọi người cảm thấy tệ như vậy khi nhìn mình sao? Họ muốn khóc ư? Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ sống đàng hoàng hơn." Raju ghi nhớ bài học này và liền trở về nhà. Về đến nhà, cậu bé rửa mặt sạch sẽ, chảy răng, tắm bằng xà phòng thơm, chải tóc gọn gàng, mặc quần áo được ủi tươm tất. Sau đó vác cặp trên vai, mang một đôi giày bóng loáng rồi đi đến trường. Cậu lại đứng trước chiếc gương kia. Raju nhìn thấy mình trong gương và thầm nghĩ: "Mình trông cũng ngoảnh đó chứ." Cậu cảm thấy rất vui, và càng vui hơn nữa khi cậu thấy chiếc gương cũng đang cười. Chiếc gương nói với Raju: "Raju à, bạn bây giờ trông thật bảnh. Bạn đã trở thành một cậu bé ngoan rồi. Nếu bạn tiếp tục sống tử tế như vậy thì ai cũng sẽ yêu mến bạn thôi." Raju cảm thấy lâng lâng trong lòng. Cậu hỏi chiếc gương: "Chỉ có bạn nhìn thấy tôi như thế này thôi. Bây giờ tôi sẽ luôn sạch sẽ để được tất cả mọi người yêu mến. Tôi hứa với bạn điều đó." Chú chuột ngu ngốc. Các bé ơi, câu chuyện hôm nay sẽ kể về cuộc chiến giữa chuột và cầy lõn.
có một cuộc nội chiến giữa hai gia đình nhà chuột và cầy lõm. Từng xảy ra một cuộc chiến lớn giữa hai phe. Cả hai đều không mấy ưa nhau. Họ luôn đối đầu với nhau, và trong những cuộc chiến đó, phần thua luôn nghiêng về nhà chuột, còn nhà cầy lõm luôn là người chiến thắng. Thất vọng, nhà chuột đã tổ chức một cuộc họp bàn cách làm sao giành chiến thắng trước nhà cầy lõm. Một thành viên lên tiếng: "Làm thế này đi." Thành viên khác nói: "Làm thế kia đi." Vừa lúc đó, một thành viên trẻ của nhà chuột đứng dậy phát biểu: "Thưa cả nhà, tại sao chúng ta luôn thất bại trong mọi cuộc chiến? Chúng ta có biết tại sao không? Tại sao chúng ta luôn bị đánh bại? Vì chúng ta vô kỷ luật. Đội quân của chúng ta toàn những kẻ ngốc nghếch và dở hơi. Chúng ta thậm chí còn không có đội ngũ chiến đấu cũng như một thủ lĩnh đích thực. Kế hoạch chiến đấu của chúng ta đều trở nên vô nghĩa khi chẳng ai chịu nghe ai. Mỗi người đều nghĩ mình là số một, muốn làm gì thì làm, tự quyết định cách chiến đấu và chiến đấu không mục đích. Gia đình chúng ta sẽ giành chiến thắng được không? Không. Nếu muốn thắng thì đầu tiên chúng ta phải chọn ra một thủ lĩnh tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy để tấn công kẻ thù." Ai nấy đều vô cùng thích thú trước lời phát biểu của chú chuột trẻ. Họ đồng lòng nhảy múa vui vẻ. Bầu chuột trẻ trở thành thủ lĩnh của cuộc chiến mà không chút đắn đo rằng cậu có xứng đáng với vị trí đó hay không. Trong khi đó, chuột trẻ lại rất sẵn sàng cho vị trí thủ lĩnh. Cậu lâng lâng như đang ở chín tầng mây. Chuột thủ lĩnh đã chia sẻ rất nhiều điều tuyệt vời trong buổi họp hôm đó. Cậu ta giỏi khua môi múa mép, nhưng thực chất vẫn chưa biết làm cách nào để thống trị thế giới. Quy luật của chiến tranh là gì? Làm sao để tấn công kẻ thù? Nếu kẻ thù tấn công ta thì kế hoạch phòng thủ là gì? Cậu ta chẳng biết một thứ gì cả. Chuột trẻ sau khi trở thành thủ lĩnh bắt đầu ngủ quên trong ánh hào quang. Cậu ta hỏi tất cả nhà chuột: "Bây giờ ta đã là thủ lĩnh, ta cần phải được tôn sùng như những vị thủ lĩnh của thế giới loài người. Ta muốn được lễ bái bởi năm cô chuột mỗi ngày. Và các ngươi phải tổ chức cho ta một chuyến di hành kiểu hoàng gia đến từng địa phương lớn nhỏ. Ngoài ra, còn phải in hình ta lên mọi tờ báo. Việc đầu tiên các ngươi cần làm là học cách kính trọng vị thủ lĩnh của mình." Ôi trời ơi! Giờ đây vấn đề cấp bách là chiến đấu nhà cầy lõm đã bị dẹp sang một bên. Chuột thủ lĩnh vẫn không ngừng tự ca ngợi và tôn sùng bản thân. Cậu ta chỉ biết chụp ảnh đăng báo và tô vẽ cho mình trở thành một người hoàn hảo, nhưng lại không được như thế. Các em có biết chuột thủ lĩnh đã làm gì để trở nên khác biệt và tuyệt vời nhất trong cộng đồng của mình không? Cậu ta còn chuẩn bị một bộ giáp sắt và một chiếc vương miện với hai cái sừng to trên đó. Một ngày nọ, có một chú chuột nhi đồng thắc mắc: "Còn cuộc chiến thì thế nào thưa ngài?" Thủ lĩnh vô tư hỏi lại. Cuộc chiến nào cơ? Chuột nhi đồng vô tư hỏi lại. "Ngài đã từng dự định sẽ dạy cho bọn cầy lõm một bài học cơ mà." "Ồ, ta nhớ rồi, đúng vậy. Hãy đi hỏi nhà chiêm tinh ngày lành tháng tốt để chúng ta bắt đầu cuộc chiến. Đi ngay đi." Người kiểm tra lịch, người chọn ngày giờ để khai chiến. Đến giờ, nhà chuột đã tấn công đội quân của nhà cầy lõm. Nhưng kết quả cũng như những lần trước, nhà chuột tỏ ra tinh ranh nhưng vẫn chịu thất bại trước đối thủ. Tất cả thành viên nhà chuột nháo nhào chạy về hang ổ của mình để tự bảo toàn tính mạng. Cả một đội quân hùng hậu của nhà cầy lõm đứng trước mặt. Nhà chuột không có cách nào khác là rút quân về. Chỉ có chuột thủ lĩnh, người cũng bỏ chạy, bị vướng lại trên đường thoát thân do chiếc vương miện với cặp ngà trên đó bị kẹt ở cửa. Không tìm được lối thoát, chuột thủ lĩnh dễ dàng bị tóm gọn bởi nhà cầy lõm. Thủ lĩnh đáng thương vì hành xử gàn dở và ngu ngốc đã tự cướp đi mạng sống của chính bản thân mình. Thỏ và hươu. Các em ơi, các em có thích bát mặt trăng không? Câu chuyện này sẽ chỉ xoay quanh mặt trăng thôi. Ngày xưa,
Mặt Trăng thường đi du lịch trên chiếc xe ngựa quanh bầu trời mà không cần sức kéo của ngựa, mà thay vào đó là những chú hươu vàng đẹp tuyệt trần. Hươu rất khác biệt và cuốn hút, to lớn và sừng đẹp với những điểm chấm vàng nhỏ nhắn xinh xắn khắp người cậu. Cậu là con hươu yêu thích của Mặt Trăng. Mặt Trăng thường cho cậu ăn cỏ mềm, cỏ non và cánh hoa. Cậu trở nên thân thiết hơn với Mặt Trăng. Một ngày nọ, trong lúc Mặt Trăng đang đi thăm khu vườn trên thiên đường, nhìn thấy một cái cây tên Gukana. Ồ, thật là dễ thương. Các em có biết ai dễ thương không? Có một chú thỏ rừng. Chú rất mập và ngọt ngào. Chú thỏ rừng mềm nhẹ này có thể dễ dàng nhìn thấy ở cánh đồng cỏ xanh tươi. Mắt của chú có màu đỏ và sáng rực. Nghe thấy tiếng ồn ở dưới của Mặt Trăng và hươu, chú thỏ tự ẩn mình đằng sau lưng của cây Gokana. Trái tim của chú đập mạnh hơn gấp đôi. Nhưng Mặt Trăng đã giúp chú trở lại bình thường với đầy tình thương và đưa chú lên xe quay trở về nhà. Và kể từ ngày đó, Mặt Trăng bắt đầu cưng chiều thỏ ra mặt. Mặt Trăng dắt chú thỏ đi khắp nơi cùng mình. Mặt Trăng thường đặt đầu chú lên đùi mình. Tội nghiệp chú hươu nhỏ, chẳng ai còn thích chú nữa. Mặt Trăng yêu thỏ nhiều tới nỗi luôn giữ thỏ bên cạnh mình. Hươu bắt đầu trở nên ghen tị với thỏ, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Cậu bắt đầu yên lặng dần. Rồi một ngày, Hươu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải kéo xe và cậu rất đói. Cậu đi xuống khu vườn và bắt đầu ăn cánh hoa. Này, này anh Hươu, anh có biết cánh hoa anh đang ăn là của ai không? Hươu quay lại và bất ngờ nhìn thấy thỏ đang nói chuyện thô lỗ với mình. Hươu rất tức giận và giờ lại phải đối diện với thỏ ngay trước mặt mình. Cậu có vấn đề gì hả? Vấn đề chính là cây Gokana là của tôi. Tại sao anh dám ăn cánh hoa của nó? Tại sao nó lại là của cậu? Khu vườn thuộc về Mặt Trăng. Tôi cũng thuộc về Mặt Trăng. Tôi sẽ ăn cánh hoa này. Anh dám ăn nó hả? Thử động vào nó coi. Tôi sẽ cho anh ăn tát. Này, này, sao cậu lại nói như vậy? Nhìn vào tay tôi. Nếu như Mặt Trăng biết chuyện, cậu sẽ có một bài học đó. Thỏ càng trở nên giận dữ, ánh mắt càng đỏ và rực sáng hơn. Đi, đi mà nói với Mặt Trăng. Tôi không sợ Mặt Trăng. Nhìn đi thỏ, kể cả Mặt Trăng yêu cậu hơn tôi, đừng có dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi, nghe chưa? Tôi nghĩ tình yêu của Mặt Trăng đã khiến cậu trở nên vô lễ rồi đó. Mặt Trăng là ai chứ? Cả cái bầu trời sáng này là do cái màu trắng thuần khiết của tôi. Hươu choáng váng khi nghe lời tuyên bố của thỏ và cậu bỏ đi. Ngày hôm sau, khi thỏ đang ngồi trên đùi của Mặt Trăng, Hươu bước vào và nói: Bác Mặt Trăng, chỉ vì bác mà con thỏ này trở nên thô lỗ và kiêu ngạo rồi kìa. Sao? Có chuyện gì? Có vấn đề gì? Bác có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Không. Có chuyện gì? Con không hiểu được. Ngày hôm qua, con đang ăn cánh hoa cây Gokanat. Con đã rất đói. Thì con thỏ này xuất hiện và bắt đầu đánh con. Thỏ đánh con? Thỏ, có thật không? Đúng vậy. Anh ta đang ăn cánh hoa Gokana của con. Bác Mặt Trăng, có phải cây Gokanat thuộc về chúng ta, không chỉ riêng của cậu ta đâu? Nó là của tôi. Bác thấy cậu ta cứ đòi tranh giành với con chưa? Và cậu ta cũng tuyên bố rằng cả trái đất này tỏa sáng vì thân cậu ta màu trắng. Nghe chuyện, Mặt Trăng trở nên giận dữ. Này thỏ, có phải đó là những gì con nói với Hươu không? Đúng, con nói vậy và nó cũng đúng mà. Đó là lý do bác mang con theo mọi lúc mọi nơi mà. Mặt Trăng trở nên tức giận dữ dội. Bác ném thỏ ngay ra khỏi đùi mình. Biến đi. Đi và sống ở trái đất đi. Tình yêu của ta đã khiến ngươi trở nên kiêu căng và thô lỗ.
Mọi tình yêu và sức ảnh hưởng đã quay trở về số 0 với thỏ. Cậu đã nhận ra lỗi của mình, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Một ngày, Hu tới gặp cậu và nói: "Chuyện gì đã xảy ra với bạn của tôi vậy? Nhìn cậu gầy quá. Cái điều bộ kênh kiều của cậu đi đâu mất rồi hả?" "Ôi anh Hu, tại sao anh nói với tôi như thế? Tôi đã nhận ra lỗi của mình và tôi cảm thấy rất tệ về chuyện đó. Tôi nhớ anh và bác mặt trăng. Tôi muốn quay trở lại đó." Hu cảm thấy vô cùng đồng cảm với thỏ. "Thỏ thân mến, có thật cậu cảm thấy hối hận về những điều cậu đã làm không? Thôi vậy được rồi, đừng khóc nữa. Và tôi sẽ nói chuyện với bác mặt trăng. Hãy đi theo tôi tới gặp bác mặt trăng nào." Hu đưa thỏ tới gặp mặt trăng. "Bác mặt trăng ơi, bác mặt trăng ơi, con gặp thỏ ở trái đất." "Thì sao?" "Rất là tội nghiệp, cậu ấy đang trong tình trạng không được tốt cho lắm." "Nó đáng bị vậy, ta phải làm gì với chuyện đó chứ?" "Không, không bác mặt trăng ơi, thỏ đã từng dễ thương trong mắt của bác. Bác đừng cảm thấy tệ vì cậu ấy." "Nhìn đi Hưu, người kiêu ngạo đáng bị như vậy." "Nhưng mà bác mặt trăng ơi, cậu ấy phải đối diện với mọi rắc rối rồi. Hãy đưa cậu ấy trở lại đây đi." "Thôi được, nếu cô nói vậy, ta sẽ gọi thỏ về." Hu liền chạy ra ngoài và dắt thỏ vào trong. Mặt trăng cảm thấy rất tồi tệ khi thấy thỏ khóc lóc. Bác đặt cậu lên đùi và nói: "Nghe này thỏ, ngươi đã trở nên vô cùng kiêu ngạo vì tình thương của ta. Con người nên tự chủ và khiêm tốn. Họ không bao giờ được kiêu ngạo với người khác. Ngươi chắc chắn sẽ được ở lại đây với chúng ta, nhưng ta sẽ không đưa ngươi đi mọi lúc nữa. Ta sẽ chỉ đưa ngươi đi vào ngày trăng tròn, và những ngày khác thì Hưu sẽ đi cùng ta." Và kể từ đó, mặt trăng bắt đầu dắt thỏ đi trong những ngày trăng tròn, và những ngày còn lại thì chỉ có Hưu mà thôi. Các em đã thấy chúng chưa? Thấy chưa? Vậy thì hãy nhìn lên mặt trăng vào tối nay, và hãy nói xem, ai đang ngồi trên đùi của mặt trăng, Hu hay là thỏ? Bốn người bạn. Ngày xưa, có một cái hồ lớn nằm giữa rừng. Ở đó có bốn người bạn sinh sống cùng nhau. Một chú chuột mắt tròn xoe và đuôi dài. Một chú nai lông vàng nâu xinh đẹp. Một chú quạ đen và một chú rùa chậm chạp. Quạ từng sống trên một ngọn cây Việt Quốc gần bờ sông. Chuột sống trong một cái ổ rất an toàn. Rùa sống vui vẻ dưới hồ. Và nai thì sống tại một bãi cỏ xanh mườn mướt. Một ngày như mọi ngày, bốn người bạn lại tập hợp gặp gỡ nhau. Nhưng hôm nay sau khi chờ đợi rất lâu, nai vẫn không đến. Ba bạn còn lại rất lo lắng cho nai. Quả nói: "Chờ đã, tớ có một sáng kiến. Tớ sẽ đi tìm bạn ấy." Cậu nói đúng." Quả bắt đầu đi tìm nai. Cậu kêu to tên bạn mình nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng, bằng một giọng thấp đầy tuyệt vọng, cậu cố kêu to tên bạn một lần nữa. Lần này một tiếng đáp lại yếu ớt cất lên: "Hình như là đây rồi. Đó là tiếng của nai." Quả bị sốc khi thấy nai đang bị kẹt trong bẫy của thợ săn. Cậu trấn an bạn mình và chạy về báo với những người còn lại. Rùa không một chút chần chừ ra lệnh cho chuột: "Ngồi lên lưng quạ, bay ngay đến đó và dùng răng cửa siêu vô địch của cậu để cắn đứt lưới đi." Chưa đầy một lúc sau, quạ và chuột đã đến được chỗ của nai. Với sức mạnh của răng cửa, chuột đã cắn đứt được lưới và giải thoát cho nai khỏi đó. Vừa lúc đó, rùa chậm chậm đi cũng kịp đến nơi. Bốn người bạn mừng rỡ tít tít với nhau. Đột nhiên có một tiếng động lạ, người thợ săn quay trở lại. Quạ bay thoát lên cây chỉ trong vài giây. Chuột bỏ chạy vào hang.
nai cũng chạy mất dạng vì sợ. Chứ con rùa ở lại, cậu ta cũng cố chạy nhưng không đủ nhanh để thoát khỏi ánh mắt của người thợ săn. Ông ta bắt lấy rùa và bỏ rùa vào giỏ. Vừa đi, ông ta vừa nghĩ. Hôm nay có một bữa thịt rùa ngon lành rồi đây. Quạ ngồi trên cây cao nhìn thấy tất cả những gì diễn ra. Cậu kể lại mọi chuyện cho các bạn mình. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm gì đó mau lên. Này hiến kế. Chúng ta có thể làm một việc. Tớ sẽ giả bộ ăn cỏ. Tay thợ săn thấy tớ sẽ lao đến bắt tớ và bỏ lại chiếc túi của hắn ta. Khi đó, chuột sẽ ra tay. Này theo kế hoạch đón đường gã thợ săn và giả vờ ăn cỏ. Nhìn thấy Nai, tay thợ săn lập tức cầm cung tên lao đến, bỏ chiếc túi ở lại. Thời cơ đã đến, đó là một nhiệm vụ khó khăn cho chuột. Nhưng nhờ chiếc răng cửa siêu khỏe, cậu ta cũng mở được túi, giải cứu rùa. Ba người bạn cùng nhau chạy về phía hồ. Gã thợ săn để vuột mất Nai vừa thất vọng vừa mệt mỏi, nhưng tự nhủ. Dù gì mình cũng có con rùa rồi. Nhưng khi đến gần chiếc túi, hắn ta vô cùng ngạc nhiên vì trong túi trống rỗng. Tay thợ săn đáng thương đành ra về tay không. Kể từ đó, bốn người bạn của chúng ta vẫn tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau cạnh bờ hồ. Sư tử và kẻ trộm. Ngày xưa, vị chúa tể rừng xanh là sư tử đang ra ngoài để đi săn. Sư tử ngồi ở chỗ như thường lệ và bắt đầu quan sát cẩn thận. Rất nhanh, sư tử thấy một con hươu béo tốt với bộ lông nâu vàng tuyệt đẹp đang chạy từ chỗ này sang chỗ kia. Sư tử tiết nước bọt và bắt được con hươu. Cuộc đi săn kết thúc. Sư tử sau đó đem con hươu về hang động. Miệng sư tử đã tiết đầy nước và khao khát ăn hươu. Sư tử bắt đầu ăn. Trong khi tận hưởng từng miếng thịt tươi ngon của hươu, sư tử nghĩ rằng không phải ngày nào cũng có thịt tươi ngon để ăn. Sư tử suy nghĩ làm thế nào để lúc nào cũng có thể ăn đi ăn lại những miếng thịt tươi ngon này. Và sư tử nghĩ tới việc cất trữ thức ăn và sẽ để lại một chỗ nào đó trong hang của mình. Rồi sư tử vui vẻ rời khỏi hang. Buổi sáng hôm sau, sư tử cảm thấy đói bụng. Sư tử bắt đầu đi vào hang và bất ngờ khi trong hang đã không còn bữa ăn thơm ngon nữa. Chỗ hôm qua mà sư tử giấu thức ăn trong hang đã không còn quả tim của hươu nữa. Nó đã biến mất. Sư tử nhận ra. Chắc chắn là có ai đó ăn trộm thức ăn của mình. Và rõ ràng người đó đang trong ngôi nhà của chúa tể rừng xanh này. Sư tử vô cùng tức giận. Dẫn tới mức khiến tất cả các loài động vật và cây cối trong rừng giật mình bởi tiếng gầm gào của mình. Tất cả loài chim đều bay khỏi cây và các muôn thú đều sợ hãi tột cùng. Sư tử giờ đang rất giận dữ và suy nghĩ về mọi loài và chim trong vương quốc. Cùng lúc, một con cáo run rẩy sợ hãi bước vào hang. Cáo dù vô cùng hoảng sợ, nhưng không thể hiện điều đó khi cáo là quân sư của sư tử. Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Cáo hỏi với giọng điệu run rẩy. Ngươi hỏi chuyện gì đã xảy ra sao? Ta đang giữ một trái tim của hươu để ăn. Nó đã bị ăn trộm. Ngươi là quân sư của ta. Vậy đây là cách ngươi quản lý, ngươi phục vụ ta sao? Cáo trở nên hoảng sợ hơn với câu hỏi này. Khuôn mặt trở nên tái nhợt. Thưa ngài tôi đi. Tôi đi ngay bây giờ. Nói ta nghe ai là kẻ trộm. Đem kẻ ăn trộm đến trước mặt ta. Sư tử ra lệnh cho cáo. Thưa ngài,
Tôi nghĩ hôm qua, khi ngài ra khỏi hang, có một con sói đi xung quanh hang. Hắn ta rất lo lắng và sợ hãi. Tôi nghĩ rất có thể hắn ta là kẻ đã ăn trộm thức ăn của ngài. Ngươi hãy ngay lập tức đi tìm con sói này. Đi nhanh. Sư tử ra lệnh ngay lập tức. Cáo đã tự cứu được mạng mình và ra khỏi hang. Cáo đã tìm được sói trong rừng xanh và bắt sói tới gặp sư tử. Sư tử nhìn sói và bắt đầu gào lên. Tên nhãi ranh kia, ngươi đang trộm thức ăn của ta. Ta sẽ giết ngươi. Không đâu thưa ngài, tôi thề với thần rừng rằng tôi không hề ăn trộm thức ăn của ngài. Kẻ trộm là cái tên đứng trước mặt ngài kìa. Sói nói và chỉ thẳng vào cáo. Hãy nói sự thật, đừng có nói dối ta. Thưa ngài, vị chúa tể rừng xanh, hôm qua tôi đã nhìn thấy tên cáo này ở khi đi ra khỏi hang của ngài. Sói ngay lập tức trả lời. Không thưa ngài, hắn ta đang nói dối. Kẻ trộm duy nhất chỉ có cáo mà thôi. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau khiến cho sư tử càng trở nên khó chịu hơn. Sư tử giữ tay của cả hai con và nói. Các ngươi sẽ không được nghe gì hết. Đi theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi tới trước mặt thần rừng. Thề và nói sự thật trước mặt của ngươi. Chúng bắt đầu đi tới gặp thần rừng. Nhưng khi vừa ra khỏi hang, thì chúng đã thấy thần rừng đứng ngay ngoài hang và nhìn có vẻ giận dữ. Người nói, sư tử, ngươi là chúa tể của rừng xanh. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nhưng điều gì đã khiến người phiền lòng vậy? Sư tử hỏi một cách nhún nhường. Hãy nhìn đi. Ta đang trồng được rất nhiều hoa đẹp từ thân cây. Có ai đó đã trộm nó. Giờ việc đầu tiên ngươi phải làm là kiếm được kẻ đã trộm và đem tới cho ta. Thần rừng ngay lập tức bỏ đi trong giận dữ. Sư tử đã không thể nói bất kỳ một lời nào về vấn đề của mình khi đứng trước vị thần rừng cáo giận và quên luôn sự tức giận của mình mà đem hai con vật quay về hang. Sau đó, sư tử quyết định sẽ tự tìm cách giải quyết vấn đề. Sư tử nhìn thẳng vào cả hai với đôi mắt đỏ quạch và lớn tiếng. Ta sẽ giết cả hai nếu như không một ai thú nhận mình là kẻ trộm. Bằng cách này, tên trộm kiểu gì cũng sẽ chết. Nhưng kẻ vô tội cũng coi như chấm dứt sự sống. Sư tử bắt đầu quan sát từng con, cáo và sói. Và ngay trước khi túm chúng, thì cáo đột nhiên khuỵ chân xuống và bắt đầu khóc. Thưa ngài, ngài hỡi, xin làm ơn hãy tha thứ cho tôi chính là kẻ đã trộm thức ăn của ngài. Con sói thở vào nhẹ nhõm sau khi nghe cáo nói. Và sư tử liền giết chết con cáo. Người thông minh hiểu được ngôn ngữ, và những kẻ ngốc thì luôn nghe theo những lời ngu ngốc. Chú thỏ tham ăn. Có một chú thỏ lúc nào cũng cảm thấy đói bụng. Chú thỏ được gọi là thỏ tham ăn, lúc nào cũng ăn nhiều, ngủ nhiều. Lúc nào cũng ăn và ăn. Ăn ngày lẫn đêm nhưng chưa bao giờ chú thỏa mãn với những gì mình ăn. Một ngày nọ, tất cả mọi loài thỏ đổ xô vào cánh đồng Green Bay. Cả đàn ăn rất nhanh, nhưng chú thỏ tham ăn thì vẫn tiếp tục ăn không ngừng. Một con thỏ nhắc cậu rằng, này cậu, hãy ăn thật nhanh phần ăn của mình và đi nào, nếu không chủ của cánh đồng sẽ đến và lão ta sẽ ném đá vào chúng ta đấy. Chú thỏ tham ăn trả lời, ôi, cho tôi ăn thêm một chút nữa thôi, ăn nốt của này, sau đó chúng ta sẽ đi. Chú thỏ đói và tham ăn vẫn tiếp tục ăn và ăn. Thấy cảnh đó, một con thỏ khác trong đàn nói, này cậu, hãy ăn thật nhanh đi, chúng ta sẽ bị lão chủ cánh đồng phát hiện ra mất, lão ta đang tiến lại gần chúng ta kìa. Ôi, không có gì đâu, lão ta sẽ không tới đây được đâu. Hãy để tôi ăn thêm chút nữa thôi. Hết phần này, sau đó chúng ta sẽ chạy đi thật nhanh. Trong lúc đó, lão chủ của cánh đồng đã đến. Cả bầy thỏ bắt đầu hô hoán. Chạy chạy thôi, lão chủ đến rồi. Tất cả bầy thỏ đều bỏ chạy, nhảy đi những bước dài. Nhưng chú thỏ tham ăn của chúng ta
thì lại không thể chạy hay nhảy nổi, vì chú đã ăn quá nhiều. Tất cả các con thỏ khác đã bỏ chạy thật nhanh khỏi cánh đồng, nhưng chú thỏ tham ăn thì ăn quá nhiều, nên khi chú cố gắng nhảy để trốn đi thì chú lại rơi xuống khu đất rậm rạp của cánh đồng. Chú thỏ bị bao phủ toàn đá xung quanh, và vào lúc đó chủ của cánh đồng bước tới cùng với cây gậy to thật to trong tay lão. Lão đánh tới tấp chú thỏ tham ăn, vừa chạy vừa chửi rủa. Bằng cách nào đó chú ta cũng bỏ chạy được về nhà. Chú nghĩ thầm, ôi thật may mắn mà mình thoát chết. Chú ta bắt đầu đi chậm lại, nhưng ở đó lại có một con cáo xuất hiện trước mặt, bất thình lình xông thẳng tới chú thỏ. Tất cả bầy thỏ đã bỏ chạy được về nhà, chỉ duy nhất còn chú thỏ mập còn ở xa bên ngoài. Lúc chú chạy vào nhà, vì bụng của chú đã quá nặng nề đầy thức ăn mà chú đã bị kẹt lại ở ngoài cánh cửa nhà. Tất cả các chú thỏ trong bầy cố gắng kéo chú ta từ bên trong, nhưng con cáo đã kịp chụp đuôi của chú. Đó như một cuộc chiến tranh nảy lửa. Chú thỏ tham ăn đã khóc rống lên và gian xin tha mạng, nhưng con cáo không buông tha chú ta ra. Cuối cùng, đuôi của chú thỏ tham ăn đã bị đứt. Con cáo té ngửa ra sau, cùng với tiếng thét lớn. Bằng cách nào đó, những con thỏ khác đã kéo được chú thỏ tham ăn vào trong nhà. Mặc dù được cứu sống, nhưng chú thỏ tham ăn đã bị mất đuôi chỉ vì tham ăn mà tự đẩy mình vào nguy hiểm. Tại sao quả màu đen? Nhiều năm về trước, tất cả các loài chim chỉ có duy nhất một bộ lông màu trắng. Do bộ lông màu trắng mà loài người không thể đoán đây là loại chim gì. Bây giờ bạn thử tưởng tượng loại chim với bộ lông màu trắng có thể dễ dàng bị nhìn thấy trong những bụi cỏ xanh. Điều này làm cho loài chim dễ bị săn bởi các thợ săn. Do đó, các loài chim rất lo sợ. Kể cả chim sẻ, đại bàng, vẹt, công. Một ngày, tất cả các loài chim tụ họp lại tại một nơi và cùng gửi phàn nàn đến Chúa Toàn Năng. Chúa hiểu thấu được vấn đề của loài chim và Ngài nói: Hỡi muôn loài chim, ta sẽ tạo ra màu sắc khác nhau cho các ngươi. Sau 8 ngày, các ngươi hãy đến tìm ta. Ta sẽ ban các bộ lông màu khác nhau. Tất cả các loài chim cùng mong chờ ngày được ban cho bộ lông màu. Rồi ngày đó cũng tới. Các loài chim tập trung trước mặt Chúa Toàn Năng. Đầu tiên, loài vẹt tiến lại và nói: Thưa Thượng Đế, vì con sống trên cây xanh, nên Ngài hãy ban cho con một bộ lông màu xanh. Nhờ đó, con sẽ không dễ bị nhìn thấy bởi đám thợ săn. Nhưng con cũng thích màu đỏ ớt, nên Ngài hãy cho con màu đỏ ở mỏ và hàm dưới của con. Chúa nói: Ta đồng ý với ước nguyện của con. Chúa đã trao cho vẹt bộ lông màu xanh như ước nguyện của loài vẹt. Giờ là đến lượt của chim sẻ. Cô ta nói: Thưa Chúa, con ngồi ở trong bùn đất. Nhà của con được làm từ thân cây và nhánh cây. Do đó, Ngài hãy ban cho con màu lông giống với màu của bùn và thân cây. Chúa đồng ý lời ước nguyện của chim sẻ. Giờ đến lượt của kền kền. Cô ta nói: Thưa Chúa, con sống trên những ngọn núi cao. Ngài hãy ban cho con màu như thế. Chúa Toàn Năng trao cho cô ta bộ lông màu nâu như ý nguyện. Giờ đến lượt của loài công xinh đẹp. Nhưng anh ấy lại thích tất cả các màu trên thế gian. Vì thế anh ta đã quyết định giữ tất cả các màu lại cho riêng mình. Công nói: Thưa Chúa, xin Ngài hãy ban cho con mỗi màu một tí lên bộ lông của con. Chúa ban cho công màu xanh sang ở cổ, màu xanh dương và xanh lá cây cho lông mắt, và những chấm xanh lá và chấm vàng trên bộ lông của công. Sau vài phút, tất cả các màu dường như đã được chọn, nhưng loài quạ, loài chim cúc cu, vịt và chim giết đã không tới đó. Tất cả loài chim cùng họ gọi tới: Này, các bạn hãy mau đến đây, nếu không tất cả các màu sẽ được chọn hết. Chỉ có quạ và chim cúc cu là đến ngay lập tức, nhưng chỉ còn một ít màu còn sót lại.
Bọn họ gửi yêu cầu đến Chúa Toàn Năng. Chúa cười vì Ngài biết nếu trộn tất cả màu lại sẽ ra màu đen. Nhưng Ngài vẫn im lặng và ban cho quạ và chim cúc cu bộ màu mà chúng yêu cầu. Cả hai cùng nhìn nhau trong bộ lông đen tuyền. Bây giờ thì cả hai không thể làm gì khác. Bọn chúng bay đi tìm vịt và chim giết. Bọn chúng bắt đầu cười vào bộ lông của quạ và chim cúc cu. Con quạ liền giận dữ. Rồi sao? Màu đen vẫn là màu đẹp. Nhìn lại cậu đi, chúng tôi còn có màu sắc, còn các cậu không có một màu nào cả. Giờ các em đã hiểu, nếu các em đến trễ thì việc gì có thể xảy ra rồi chứ? Sáng kiến của chú thỏ thông minh. Trong một khu rừng nọ, có muôn loài cùng nhau sinh sống, gồm voi, khỉ, lạc đà, thỏ, rùa, hổ, cáo và cả chúa tể sơn lâm, sư tử Daimon. Nhưng chúa tể muôn thú đã lớn tuổi, không còn đủ sức để đi săn bắt nữa. Một ngày kia, sư tử tổ chức một cuộc họp toàn thể muôn thú trong rừng và thông báo đến chúng. Tất cả nghe đi, ta giờ đã tuổi cao sức yếu, không còn săn bắt được nữa, nên ta sẽ đánh số các ngươi. Đến lượt ai phải đến đây nộp mạng cho ta. Đừng cố tình lừa dối ta, vì ta có đủ quyền năng để đánh bại các ngươi. Nói xong, sư tử rống lên thật to. Tất cả muôn thú đều gật đầu trong sợ hãi. Thế là tôi cả đám. Ngày tiếp theo, muôn thú được đánh số và bắt đầu đến hang sư tử theo thứ tự: vịt, rùa, nai, bò đều lần lượt bị giết chết. Còn sư tử giờ đây cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn nhiều. Một ngày nọ, đến lượt mẹ thỏ đến nạp mạng, bà căn dặn con trai. Con trai ơi, hôm nay là ngày đánh số của mẹ. Mẹ sẽ chết, con sẽ phải tự sống một mình. Phải tự biết chăm sóc lấy cho bản thân và thật bản lĩnh nhé. Thỏ tinh anh và thông minh liền đáp. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng. Hôm nay con sẽ đi thay mẹ. Cậu nói thêm. Mẹ nhìn đi, con là một chú thỏ nhỏ. Đây cũng như là một sự đánh cược. Mẹ hãy chờ xem con thay đổi thói quen xấu của sư tử như thế nào. Thỏ mẹ nói. Ừ, con trai. Nhưng con phải cẩn thận nhé. Dù gì ông ta cũng là chúa tể sơn lâm. Thỏ con liền lên đường. Trên đường đi, thỏ gặp khỉ đang hú. Thỏ hỏi. Khỉ này, hú hú. Cậu nhìn cũng không phải là một kẻ ngốc nghếch. Chắc cậu cũng nhìn thấy cách hành xử của sư tử. Khỉ hỏi. Thế cậu định làm gì? Thỏ đáp. Cậu nhìn đi, tớ là một chú thỏ nhỏ. Đây cũng là một sự đánh cược. Cậu hãy chờ xem tớ thay đổi thói quen xấu của sư tử như thế nào. Khỉ nói. Vậy thì cậu đã có kế hoạch gì chưa? Tớ có thể giúp được gì cho cậu? Thỏ trả lời. Không, tớ không cần giúp đỡ. Cậu chỉ cần đến gần hồ vào chiều nay và xem tớ làm gì. Thỏ đi tiếp và gặp voi. Cậu gọi. Voi ơi, ông to lớn thế này, nhưng nhìn sư tử xem, sao ông không dám chống lại ông ta? Voi đáp. Cậu nói đúng, nhưng làm sao tôi có thể hành động một mình cơ chứ? Thỏ nói. Ông nhìn đi, cháu là một chú thỏ nhỏ. Đây cũng là một sự đánh cược. Ông hãy chờ xem cháu thay đổi thói quen xấu của sư tử như thế nào. Tuyệt vời. Cậu hình như đã có ý tưởng rồi. Tôi có thể giúp được gì cho cậu? Thỏ nói. Không, cháu không cần giúp đỡ. Ông chỉ cần đến gần hồ vào chiều nay và xem cháu làm gì.
Nói xong, cậu tiếp tục lên đường và gặp hổ. Thỏ bảo: Thưa ông hổ, tiếng gầm của ông thật oai phong, nhưng nhìn sư tử ông cũng phải khiếp sợ. Hổ trả lời: Đúng, đúng rồi. Thỏ nói: Ông nhìn đi, cháu là một chú thỏ nhỏ, đây cũng là một sự đánh cược. Ông hãy chờ xem cháu thay đổi thói quen xấu của sư tử như thế nào. Hổ nói: Thử xem. Cậu hình như cũng đã có ý tưởng rồi. Tôi có thể giúp được gì cho cậu? Không không, cháu không cần giúp đỡ. Ông chỉ cần đến gần hồ vào chiều nay và xem cháu làm gì. Sau đó thỏ gặp cáo. Thỏ nói: Cáo này, anh rất khôn ranh, nhưng so với sư tử thì anh chỉ giống như động cơ hết xăng thôi. Nhìn tôi đi, tôi là một chú thỏ nhỏ, đây cũng là một sự đánh cược. Anh hãy chờ xem tôi thay đổi thói quen sai trái của sư tử như thế nào. Ồ, tuyệt vời. Cậu thật tự tin, nhưng cậu có cần tôi giúp gì không? Thỏ nói: Không, tôi không cần giúp đỡ. Anh chỉ cần đến gần hồ vào chiều nay và xem tôi sẽ làm gì. Cuối cùng, thỏ đến hang sư tử và nói với ông ta: Kính thưa chú tể hùng mạnh, tôi đã đến đây thay cho mẹ của mình, nhưng tôi đến hơi trễ một chút. Ngài biết đấy, thủ lĩnh khác của khu rừng này cũng đã đến đây. Ông ấy đã cản đường tôi và yêu cầu tôi nạp mạng mỗi con thú mỗi ngày cho ông ta. Chuyện gì thế này? Ta là chú tể nơi đây, làm sao có kẻ nào khác dám tự nhận mình là vua? Chỉ cho ta biết kẻ đó là ai, ta sẽ đến gặp hắn. Sư tử và thỏ đi đến hồ, nơi muông thú đã đứng nấp sẵn ở đó quan sát mọi chuyện diễn ra. Thỏ nói: Có lẽ hắn sợ ngài quá nên hắn trốn rồi. Ngài nhìn xem, nhìn đi, nhìn phía bên dưới kìa. Sư tử cúi xuống và nói: Ồ, trông hắn giống ta ghê nghe, giống thiệt. Sư tử gầm lên thật to. Sư tử dưới hồ cũng gầm lên thật to. Chúa tể Sơn Lâm lúc này rất tức giận, bèn nhảy xuống hồ nhưng không thấy ai ở đó. Nước tràn vào mũi, vào miệng sư tử. Sư tử cầu cứu thỏ: Cứu tà dơi! Cứu tà dơi! Cứu! Tại sao ta phải cứu ông? Ông sẽ giết chết tất cả chúng tôi. Tốt hơn là ông nên chết đi. Tất cả muôn thú lúc này cũng xuất hiện. Thỏ dõng dạc tuyên bố: Tôi chỉ là một chú thỏ nhỏ, đây giống như là một sự đánh cược, và mọi người thấy tôi đã thay đổi thói quen sai trái của sư tử như thế nào. Câu chuyện về sự phản bội. Ngày xưa có một vị vua tên là Vikram. Con trai của ngài là Amer. Amer rất thích săn bắn. Một ngày nọ, chàng cưỡi ngựa đi vào rừng. Chàng đuổi theo một bầy gấu trong rừng, nhưng sau đó đuối sức. Trời cũng đã về chiều mà chàng chưa bắt được một con mồi nào. Chàng cảm thấy khát nên đi loanh quanh tìm nước. Đi được một lúc thì chàng thấy một hồ nước. Nước trong hồ rất xanh trong và mát lạnh. Cho ngựa uống nước xong, Amer cột nó vào một cái cây gần đó. Amer cũng uống nước thỏa thích, ăn hết mọi thứ mang theo trong túi và ngồi nghỉ dưới gốc cây. Trời sập tối và Amer không thể đi đâu được nữa. Chàng ngồi đó suốt đêm trong rừng. Sau đó chuyện gì xảy ra các em có biết không? Một con hổ to xuất hiện từ bụi cỏ. Con hổ cũng tìm đến đây để uống nước. Nhìn thấy hổ đến gần, ngựa sợ quá chạy biến mất. Khi hổ tiến đến gần, Amer cũng rất sợ hãi. Nhưng chàng nghĩ ra một sáng kiến.
chàng leo tót lên cây và ngồi trên một cành cây to. Trong lúc đó, có một con gấu cũng tìm đến uống nước. Nhìn thấy hổ, nó hoảng sợ nên cũng leo lên cây ngồi như a mơ. Giờ đây, nhìn thấy gấu đến gần mình, a mơ lại càng sợ hơn. Chàng nghĩ gấu sẽ ăn thịt mình mất, chàng ngồi run rẩy. Gấu nhìn thấy bèn nói: "Này, ta biết ngươi là hoàng tử, đừng lo sợ gì hết. Ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Cả hai chúng ta đều có chung kẻ thù là tên hổ ở bên dưới kia kìa. Kể từ bây giờ, chúng ta là một phe được chứ. Ta ngồi gần ngươi nhưng không gây hại gì đến ngươi đâu." A Mơ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin gấu. Sau đó gấu tiến lại gần ngồi kế bên A Mơ. Và quả thật, gấu chẳng làm hại gì đến chàng. Hổ không có ý định đi đâu khác. Hắn nghĩ A Mơ và gấu rồi cũng sẽ rơi xuống, và như thế hắn sẽ có một bữa no say. Trời dần tối, hoàng tử bắt đầu buồn ngủ. Chàng chưa ăn gì suốt cả ngày. Thêm nữa chàng cũng rất mệt. Gấu trấn an: "Hoàng tử này, nếu cảm thấy buồn ngủ thì cứ ngủ một chút đi. Ta sẽ không làm hại gì ngươi đâu. Tin ta đi." Hoàng tử chìm vào giấc ngủ và ngáy o o. Hổ nghe thấy tiếng ngáy bèn nói với gấu: "Này gấu, ngươi và ta cùng hội cùng thuyền ăn thịt người. Nếu ngươi xuống đây, chắc chắn ta sẽ ăn thịt ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn giữ mạng cho mình thì ngươi nên giao tin kia cho ta. Ta sẽ ăn thịt hắn và trở về hang của mình. Còn ngươi thì xuống đây nghỉ ngơi chút rồi đi về nhà." "Thưa ngài hổ, tôi không thích lời đề nghị hợp tác của ông một chút nào. Anh ta tin tôi nên mới đi ngủ. Tôi đã hứa với anh ta là sẽ không làm hại anh ta, và tôi sẽ không phản bội điều đó." Hổ im lặng không nói gì. Vài giờ sau, hoàng tử thức giấc và nói với gấu: "Anh bạn đây, bây giờ đến lượt anh đi ngủ đi." "Được rồi." Sau đó gấu đi ngủ. Hổ lại giở trò cũ: "Này hoàng tử, ta chưa thấy ai ngu ngốc như ngươi. Ngươi đi tin con gấu này làm gì? Để khi nó ngủ dậy, nó đói, nó sẽ ăn thịt ngươi. Ta khuyên ngươi nên đẩy nó xuống đây. Ta sẽ lôi cổ nó về hang của ta, và sau đó ngươi có thể an toàn mà đi về nhà." Hoàng tử mù quáng đồng ý và tin lời hổ nói. Chàng dùng hết sức đẩy gấu xuống cây, nhưng số trời đã định, gấu không ngã xuống. Gấu nhanh tay chộp được một cành cây thoát chết và leo lên lại. Giờ đây hoàng tử sợ hãi khôn cùng, chàng ta ú ớ: "Thôi xong rồi, trời ơi, ta chết mất, xong ta rồi." Gấu tiến đến hoàng tử và nói: "Hoàng tử, người đừng lo lắng, đừng hét lên. Ta đã nói là sẽ không làm hại người. Nhưng ngươi đã phản bội ta, nên ta sẽ nguyền rủa ngươi trở thành một kẻ điên loạn, chạy khắp nơi và lẩm bẩm câu Nakamisa, Nakamisa." Khi mặt trời lên, hổ quay trở về hang. Hoàng tử và gấu cũng leo xuống cây. Amo quên hết mọi thứ và bắt đầu lẩm bẩm: "Nakamisa, Nakamisa." Chàng ta quên mất đường về nhà, khắp vương quốc xôn xao. Hoàng hậu rất lo lắng vì vẫn chưa thấy hoàng tử về nhà. Sau rất nhiều cuộc tìm kiếm, hoàng tử cũng đã được tìm thấy, nhưng chàng chẳng còn nhận ra ai nữa. Nhà vua nghĩ hoàng tử đã mất trí. Ông cho gọi tất cả thần y, pháp sư và nhiều người khác đến chữa trị cho hoàng tử, nhưng đều thất bại. Đức vua bối rối không biết nên làm gì nữa. Đột nhiên, nhà vua nhớ đến một vị cao tăng của hoàng gia. Vị cao tăng thông thái này nói: "Được thôi, ta sẽ chữa trị cho hoàng tử." Vị cao tăng đọc một câu thần chú bắt đầu bằng chữ Nga.
hoàng tử đã quên chữ Na và chàng chỉ còn nhớ Kamisa, Kamisa. Cao Tăng nói thêm câu chú bắt đầu bằng chữ K. Hoàng tử liền quên mất chữ K và chỉ lẩm bẩm Missa, Missa. Cứ thế, vị Cao Tăng nói hết 4 câu chú. Hoàng tử Amer quên hết lời nguyền và bình phục trở lại. Hoàng tử đã hiểu ra và hối hận về hành động của mình. Nhà vua ban thưởng lớn cho vị Cao Tăng. Không có tội lỗi nào nặng bằng tội phản bội. Nếu con người phản bội nhau để bảo vệ cho cái tôi của mình, thì rồi sẽ có ngày gặp kết cục xấu. Chim, thú và dơi. Trong rừng rậm, muôn thú sống dưới những tán cây, còn chim chóc thì sống trên cây. Bây giờ thì các em đã biết phân biệt chim và thú rồi nhé. Và các em ơi, trên cây còn có một loài dơi sinh sống nữa đó. Tất cả chúng đều từng sống vui vẻ bên nhau và chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng một ngày kia, thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Khi bạn sống cùng nhau thì chắc chắn bạn sẽ có những vai trò khác nhau. Loài chim và loài thú bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Loài thú dương cao đuôi và sừng dõng dạc tự xưng: chúng tôi là số 1. Loài chim cũng xù lông phản ứng: không hề, chúng tôi mới là số 1. Cuộc chiến bắt đầu. Một khi lòng tự trọng của một ai đó bị tổn thương thì kết quả không tránh khỏi sẽ là một cuộc chiến, một cuộc cãi giả và một cuộc đánh nhau và thậm chí một cuộc tương tàn. Câu chuyện tương tự sắp được kể lại ngay bây giờ. Cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra giữa hai loài, sự chết chóc và ồn ào bủa vây khắp khu rừng. Suốt cuộc chiến, chỉ có dơi là giữ im lặng và tỏ ra thích thú sự giết chóc. Dơi chẳng tham gia nhóm chim, cũng chẳng tham gia nhóm thú. Hắn ta cứ ung dung đu mình trên cây, loài chim chẳng ưa hắn ta tí nào. Mặc dù cũng là một trong số chúng tôi, nhưng anh cứ cư xử như một kẻ lạ vậy. Chỉ biết nhìn mà không tham gia chiến đấu cùng anh em gì cả. Vậy có nghĩa là gì? Một cuộc chiến lớn đang diễn ra ở đây. Đó là câu hỏi mang tính sống còn. Loài thú đang giết chúng ta, còn anh thì cứ ngồi đó như một tên ngốc, đu mình tới lui. Anh hãy tấn công bọn thú đi. Thủ lĩnh của loài chim giận dữ ra lệnh cho dơi. Dơi đáp lại: nếu tôi là một tên ngốc thì làm sao tôi có thể tấn công bọn thú được? Nếu mắt anh tỏ thì nhìn trên mặt tôi xem có thấy cái mỏ nào không. Anh có từng thấy con chim nào mà không có mỏ hay không? Anh mới là tên ngốc. Ok, tôi là một con thú, hiểu chưa? Dứt câu, dơi không nói gì thêm nữa. Những con chim khác không hài lòng bỏ đi, trong lòng rất bực bội dơi. Không lâu sau, thủ lĩnh của loài thú tìm đến dơi và nói: tuyệt, anh thuộc nhóm chúng tôi thì hãy tấn công đám chim vô dụng kia đi. Đi chiến đấu và giết chúng. Dơi nhìn về phía thú đáp: thưa thủ lĩnh, anh là đồ ngốc, mới nghĩ tôi là một con thú. Nhìn lông của tôi đi, anh có thấy con thú nào mà lông như vậy chưa? Tôi là chim, làm sao tôi có thể chiến đấu chống lại đồng loại của mình được? Anh biến đi cho khuất mắt tôi. Bây giờ đến lượt loài thú tức giận dơi, chúng bỏ hắn ta lại đó. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, vì cuộc chiến mà mọi việc đều bị ngừng lại. Không một ai có thể làm gì được nữa, bởi vì chúng đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến. Tất cả chúng đều sắp chết. Vì vậy, chim và thú đã tổ chức một cuộc họp bàn giải pháp. Chúng quyết định rằng chim sẽ sống trên cây và thú sẽ sống dưới cây. Thống nhất xong, loài chim liền bay lên cây làm tổ. Chúng thấy dơi đang đu mình trên đó, liền nói: nè anh bạn, anh là thú, vậy thì hãy đi khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ giết chết anh. Con dơi tội nghiệp hoảng sợ bay từ trên cây xuống gần nhóm thú. Thủ lĩnh nhóm thú thấy vậy hét lên: này anh bạn, anh là một con chim, một con chim có hiểu không? Đi khỏi đây ngay, nếu không chúng tôi sẽ giết chết anh. Bây giờ thì dơi đúng là đã gặp rắc rối thật sự. Hắn ta không thể sống trên cây, cũng không thể sống dưới đất,
không một ai giúp đỡ hắn ta, không nơi nào có thể nương tựa. Dơi chỉ còn đường sống trong những hang hốc tối tăm, và từ đó đến nay, loài dơi chỉ sống trong bóng tối.